Ra ban đầu tôi nghĩ là Jun có hai cảnh nóng nữa, một cảnh với lại Tâm, một cảnh với lại Thúy Ngân, nhưng mà sau đó thì Jun Ngân phải được chia cho Võ Cảnh có nghĩa là không được quay nhiều quá, không nên nói chứ rất là ngại, ngại lắm. Thì thứ nhất là Tâm thì nó về rồi nên Jun không ngại lắm. Với Tâm thì tại vì còn trẻ và cũng chưa bao giờ làm việc chung á nên rất là khó nói chuyện, nhưng mà cũng may là không ác chứ. Ác là chị Hoàng Anh quay cảnh đó ngày đầu tiên luôn hay sao á, mới ngày đầu tiên chưa có thân thiết gì hết trơn, hai em bệnh mà thứ ba là cũng coi như là đó, coi như là mọi thứ nó còn rất là bỡ ngỡ. Không có Em vẫn mặc ở đó đâu mà biết bỡ ngỡ, có em ngồi cái trong môi em không coi ở đâu ra. Chị Hoàng Anh là bắt là cái cảnh đó là không ai được ngồi mo, mà chị Hoàng Anh sẽ trực tiếp chữ là chỗ đó là không em cho con lén trai đứng vô nhìn. em À lén em vô lén vô hả? Vậy thì không biết, bữa đó có mặc đồ không có mặc đồ gì hết anh. Mà sao sao Thúy Ngân có đúng xem hả, thật không, có xem thật được cảnh có đó xem không? không có xem được không? Vậy là xạo. Em xem đến nỗi em đi vô em thấy cảnh đó xong em thấy hot quá em phải đi ra em không dám coi. Em mấy tuổi rồi mà em thấy cảnh đó hot Nhưng mà hot lắm mọi người à? ơi, mọi người xem cái cảnh đó đi sẽ rất là đáng trông đợi. Hồi nên cũng đang lo. Nói chung là cũng may là Tâm là một bạn diễn viên trẻ nhưng mà khá là chuyên nghiệp á, mọi thứ rất là nhanh gọn lẹ trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Cứ tưởng là giống như là cái cảnh đánh Ngân đi thì mọi người muốn kỹ thì nó cần 3 4 tiếng nhưng mà hoặc là 2 ngày đúng không, nhưng mà cảnh của Jun thì may mắn là chị Hoàng Anh cũng rất là chị Hoàng Anh thương bạn Thảo Tâm á, sợ Tâm ngại á, rẹt 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 nửa tiếng sau. Thật ra thì chắc là mọi người đã quen với cái hình ảnh Thúy Ngân mạnh mẽ, gay góc hay là cá tính trong những cái bộ phim gần đây. Thậm chí là bộ phim trước đó như giống như Hân Hoa Hậu thì cũng là những cái vai rất là sôi nổi. Thì về mặt phim ảnh là vậy, còn trên game show thì Ngân cũng là một người rất là năng động. Nên cái chuyện mà Ngân đón nhận vai diễn này với một cái hình ảnh rất là nhu mì, rất là con gái, rất là mau nước mắt, thực sự đó cũng là một trong những cái khó khăn để mà thay đổi cái nhìn của mọi người về Thúy Ngân. Và Ngân tin là khi mà mọi người xem bộ phim này và dành tình cảm cho phim thì sẽ cảm nhận được một cái góc rất là khác của Thúy Ngân qua màn ảnh. Vì khi mà nhận cái vai này thì thật ra là cũng rất là khó, tại vì mọi người luôn muốn nhìn thấy là làm sao mà để Ngân được con gái nhất, rồi Ngân phải khóc bền bỉ được bao nhiêu tiếng đó thì mới được tham gia cái vai diễn này. Nó không đơn giản là mình chỉ chọn vai mà Ngân phải cũng casting, rồi Ngân cũng phải training và Ngân phải chứng minh cho đạo diễn, nhà sản xuất và ekip thấy là mình đã đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí mà đạo diễn và sản xuất đặt ra cho cái nhân vật. Và giống như mọi người thấy thì cảnh khóc của Ngân trong phim này rất là nhiều. Mà mỗi ngày, mỗi cảnh đó, Ngân quay thì thường thường giống như mọi người thấy chị Hoàng Anh là một người rất là kỹ tính. Nên từ cảnh khóc, cảnh đánh hay bất kỳ cảnh nào á, thì chị cũng quay rất là nhiều. Nên mỗi phân đoạn Ngân khóc ít nhất cũng khoảng 3 tiếng hả chị? 3 tiếng mà mỗi ngày Ngân quay tầm 6-7 phân đoạn thôi thì mọi người nhân lên đi là Ngân phải khóc bao nhiêu. Thì cái sự bền bỉ trong cái việc khóc của mình nó là một cái điều kiện cần để cho cái nhân vật này nó đủ đầy trong cái vai diễn Thiên Ân. Em chỉ tập trung vào nhân vật của mình và cùng làm việc với đạo diễn cũng như bạn diễn của mình làm sao cho cái nhân vật và cái đường dây câu chuyện của mình mượt mà và thể hiện tốt nhất. Thì khi mà em đọc những cái so sánh trên bình luận ở trên mạng thì thật ra em cũng không có để tâm mấy. Em biết đây là một bộ phim hay thì khi đó em lại càng hết lòng cho cái nhân vật của mình hơn. Thì khi mà em đọc thì có lẽ là bộ phim của mình cũng đã đóng máy rồi, đã xong rồi. Thì khi có những cái thông tin đưa đến đó, thì em thấy là và em nghĩ với những cái gì mà mình thể hiện vừa qua thì em tin là đây cũng là một trong những sản phẩm đáng mong đợi trong không chỉ trong thời điểm hiện tại mà trong sự nghiệp diễn xuất của em luôn. Tại vì em cảm thấy là với vai diễn này em đã dùng rất là nhiều công sức cũng như là đào luyện mình thành một con người khác, khác với Thúy Ngân trước đây lắm. Và em tin là mọi người sẽ dành, nếu mà mọi người yêu mến thì sẽ dành thời gian để xem cũng như đón nhận phim. Từ đầu phim khi nghe nói là trong phim có cảnh tình cảm với bạn diễn thì nếu mà với anh Jun đó thì thật ra là vì anh em biết nhau quá thân rồi nên Ngân nghĩ là cũng không có gì gọi là căng thẳng.
Có hơi run thôi nhưng mà không có căng thẳng. Còn khi nghe đầu phim đến là trong phim có cảnh nóng với anh Võ Cảnh á, thì trời ơi, Ngân với anh Cảnh là lúc đó chưa có biết gì nhau hết, xong hai đứa gặp nhau nhìn xong rồi bị ngại, xong hai đứa nói là bây giờ phải làm cách nào để tính coi là cái cảnh đó phải làm sao cho nó nhanh gọn và nó thoải mái nhất. Hai đứa bị căng thẳng từ đầu phim cho đến khi quay cái cảnh đó xong luôn vẫn còn căng thẳng, mà nghe chị đạo diễn hù á là cảnh nó ghê lắm. Ghê là như thế nào? Ghê. Bạo liệt lắm nên bị sợ. Bạo liệt cho mọi người. Nhưng mà may mắn là hai anh em cũng phối hợp với nhau khá là ăn ý, nên cảnh đó tôi nghĩ là cũng em coi sơ sơ thì cũng được được. Nhưng mà không hot bằng cảnh của anh Trôn đâu mọi người. Cảnh Trôn ok lắm. Wow. Em xin chào các anh chị báo chí, các bạn khán giả cũng như là các anh em đồng nghiệp. Nói chung là cảnh nóng lúc đầu nghe thì cũng giống như Ngân vậy, rất là căng thẳng tại vì hai đứa chưa biết nhau. Nhưng mà may một cái là chị Hồng Anh xếp cho cái cảnh đó trong những cái ngày quay cuối cùng, thì trải qua một quá trình tương tác diễn cùng nhau thì đã giúp cho cái cảnh đó nhanh bất ngờ, đúng không em? Nhanh bất ngờ, quay xong rồi hai đứa ủa xong rồi hả? Xong rồi quay lại bảo muốn hơn nhưng mà không được nữa. Tức là hỏi chị Hồng Anh, ủa vậy là xong rồi hả chị? Sao chị nói dữ dằn lắm mà sao tới lúc này sao em thấy, ủa sao chưa gì hết? Quay một... Hai đứa quay, ủa sao, ủa diễn gì chưa gì hết mà sao chị cho qua nhanh vậy?